À, xin vỗ tay hello. Sau đây kính mời các thế vị sẽ có lời phát biểu. Nhân này xin được chúc mừng ban kêu phát biểu tất cả các bạn. Hôm nay chúng tôi đến đây chị em và bác cháu rất là vui, rất là vinh dự được hội đứng ra tổ chức kỷ niệm sinh nhật. Chúng tôi thấy rất là phấn khởi vì rằng đã được thêm một tuổi, tích lũy thêm được kinh nghiệm sống và cái tình cảm của các bạn bè thì dày hơn. Chúng tôi rất cảm ơn các bạn đã mất chút thời gian có mặt trong cái buổi chúc mừng sinh nhật của chính anh chị em chúng tôi hôm nay. Nữa chúng tôi chúc tất cả các bạn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Xin cảm ơn. Hoan hô hay quá. Cảm ơn các anh đã có đến là hai bác là hôm nay được chúc mừng sinh nhật. Thế còn ngoài ra thì chúng ta cũng rất nhiều người có thể có những ý kiến với nhau. Bây giờ xin mời các bác phát biểu. Con Trang, xin mời. Trang kìa, hội phó kìa. Hội phó lên này để phát biểu cảm tưởng. Hôm nay là ngày sinh nhật tổ chức cho hội bác và các em tổ chức sinh nhật cho các bác trong câu lạc bộ và các anh chị em trong câu lạc bộ. Bây giờ thiệt. Cho phú là nhà đấy. À tôi đi đây 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 tôi đây đây. Với một sự nhiệt tình thiếu thì mới phải chủ yếu còn chủ chán từ lo thiệt quá được mấy thứ nhất là tiêu biểu nhất là bác lương lớn tuổi nhất nhưng mà ngoài 20 tuổi rồi đến các binh cũng hơn 80 tuổi mà sinh hoạt với câu lạc bộ chúng ta hôm nay sinh nhật có mặt rất là vinh dự cho đội chúng ta tức là một câu lạc bộ đa dạng nhiều lứa tuổi nhiều anh chị em nhưng mà hòa nhập được để mà hàng ngày nó đang vừa đi bán cao cao sức khỏe đấy là điều tự hào nhất ạ. Xin hay quá. Thì hôm nay thì là buổi sinh nhật của chúng ta nên là anh chị em rất là phấn khởi. Thế mà bác Lương đã không ngại rời tiết nó có một thuận một chút hơi mưa và bác có nhiệt tình ra như thế này thì cũng là một hồi động viên cho anh chị em đến. Thế cũng xin chúc là các bác Lương, bác Lương rồi toàn thể anh chị em sinh nhật ngày hôm nay và toàn thể anh chị em có một sức khỏe dồi dào để luôn luôn rèn luyện sức khỏe để vui vẻ và sống lâu sống khỏe sống có ích sống vui vẻ cùng câu lạc bộ mình càng ngày càng phát triển ạ. Xin cảm ơn. Cắt bánh trao tặng phẩm phẩm của hội cho các bác hôm nay được chúc mừng sinh nhật. Mời các bác được trao tặng phẩm. Hai người ra lên ăn ba này, anh này chín người chị Trang có một ba một nửa cho số này có 20 người đứng ở đây tình hình là thời tiết anh ơi cứ để nguyên thế à cứ để mai những chị em nào sinh nhật mời bác Xuyên lên này cô Hương này lên bên này cô Nga này lên hoa tươi cơ mà. Có mở nhạc không? Thu xem có phải mở nhạc không? Mở thu lên đi. Không mở được cái này thu lên đi. Còn thu nữa chưa lên này? Chị nâng cao lên này. Chị nâng cao máy lên thì được cả cái thân người bác ý. Đúng nâng mặt cao lên như này đấy. Em lưu một máy nữa cho hàng nghe hay cho phú cho phú để em không vấn đề gì đâu. Xong rồi là đứng vào rất đẹp quà đi rồi em vào chị Hạnh ơi thằng quay cho hoa đưa bó hoa luôn cho anh ơi thằng quay cho thu đi để thu lên quay em cầm như này rồi chị cầm như này cho chị cầm thôi mà bằng Nga anh đặt thế đau 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 đau
cho Hà Thu. Ở chị Trang tặng cũng được, chị Trang cứ tặng đi cũng được. Cả nhà cùng hát nhá, cùng hát nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mời em Huyền lên cho. Rồi, xinh lắm rồi. Xinh nhất quả đất rồi. Quay. Quay nó mới xịn chứ còn. Quay một cái nào. Hít một cái. Hôm nay Lữ có sinh nhật đâu mà Lữ đòi ôm nhỉ? Ôi trời ơi, thế nhiên. Em ơi, lên tặng nhận quà. Chắc em mang về được rồi. Không lên đi. Lên đi cho đủ lẹ bộ. Em Huyền lên rồi, lên đi. Đúng rồi, đấy. Phải thế chứ nhảy. Từ đây. Đẹp quá. Ai vào xấu, đẹp tuyệt vời luôn. Nổi bần bật nha. Rất đẹp nha. Chị đang quay thì em có lời. Đang quay ôm hôn đi. Hôm nay em nhận túi quà sinh nhật của câu lạc bộ thể dục thể thao Bắc Long Biên. Em xin thể hiện cảm tưởng tâm trạng. Cảm ơn ban chủ nhiệm. Cảm ơn các anh chị em đã dành thời gian quý báu đến đây để sinh nhật em trong số 9 người. Thì đầu tiên là thôi anh ạ, chị này chứng ghi rồi. Đầu tiên là cho em xin mỗi người một cái ôm thắm thiết. Nhọn kinh. Em túi quà này thì chỉ để dành là coi như là khi nào mà đông khách ta mời thì là cũng là mời các chị thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì em muốn đón nhận tình cảm của mọi người. Thì nếu ai yêu em thì ôm em một cái. Cảm ơn thay mặt mọi người ban tổ chức nhiệt được được. Này, ôm luôn đây này. Ôm một cái nào. Thế con quay lại chụp, em quay lại chụp. Em vẫn muốn ôm. Nào ôm ai ôm thì cứ ôm. Nào ôm hôn cái nhờ.
Thank you.
Bác Kiều Lương năm nay 93 tuổi. Về đất Nam Châu, em thành cô trong đó 9 thành viên, trong đó có bác. Quay chị đi gọi đấy, quay tắt đi, quay có người gọi anh đây đó, đừng dừng lại đấy. Vê đây
Em hát đi lần đất cho đồng buồn hoài mãi trong ta thơ mơ chiều nhớ mãi tâm ta nhìn hạ về cây lá rụng Thank you.
sông chiều gần thấm thước ta nhìn tận trời một dòng sông biển soi nghe tiếng rừng nghe tiếng suối dồn dào mái chèo nhịp đời sinh sôi tiễn về mà về Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quay lại khu cây này sẽ sẽ tăng vọng từng cho nhau bao nhiêu hy vọng cho nhau từng lời hứa cuối thứ lại gặp lại nhau khi hôm nay để anh phải nhớ phải buồn nếu cho em người con một lần nữa nếu cho ta lại cây này sẽ hiền thầm mong mong sẽ trăm vọng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình. Ở đâu? Đây là ngồi cà phê này anh này. À, đang bảo nhìn thấy đoàn rồi nhưng mà chưa đăng ký tên đâu. Đứng dậy mua đi.